Câu hỏi: Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như thế nào? Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia như sau. 1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. 2. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên. 3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định.